Chào nha, đó. Ngày nào cũng như ngày nào nha, sáng là đi làm, tối về ăn nhậu nghỉ ngơi, sáng lại đi làm. Ngày nào cũng như ngày nào, công việc rất là bận rộn. Đó. Đây là mỗi ngày đó, là đi là đường xá như vậy nè. Những cái nơi này nó không có kẹt xe nhiều giống như ở những cái thành phố lớn. Đây, đường xá đây mỗi ngày nha. Chào nha. Đó. Ăn nhậu ha. Làm gì làm. Công việc là cứ ổn định, cứ sáng là cứ phải đi làm. Đó, đường xá là mỗi lần mỗi sáng đi làm là phải cách xa 15 phút là ít nhất. Trời, bây giờ bên đây là đang 7 giờ rưỡi nha. 7 giờ rưỡi ha. Và đường xá là tiểu bang này là nhỏ, không có kẹt xe nhiều nhưng mà cũng vẫn kẹt xe ha. Đó. Bây giờ trách nhiệm là sáng sớm đây chở con đi học đây. Để học xong rồi mới đi làm. Đó. Thì bên đây nó đang đổi giờ, do đó thời tiết bên đây thời đổi giờ. Bên đây giờ bây giờ 7 giờ rưỡi và trời đang bây giờ là không đổ xe nha. Đang không đổ xe nha. Xin chào nha. Đó, thì bây giờ là công việc là cứ mỗi ngày là như thế này đây. Sáng là đi đưa đón con đi học, đưa con đi học xong rồi đi làm. Tối về thì đón mấy đứa nhỏ, gửi mấy cái nhà trẻ, mấy nhà ngoại đó. Đây là thành phố thì rất là nhỏ, do đó đi đâu đi trường học đi làm rất là ngắn, 15-20 phút là tới chỗ rồi. Đây. Chào nha, đang lái xe. Đây, đang chở đứa nhỏ đi học đây. Hello. Đó, ăn nhậu, làm gì làm, sáng công việc là lúc nào cũng đó, cứ sáng đi làm, tối về, sáng đi làm, tối về, ăn nhậu, cứ một tuần lãnh lương một lần, có hãng thì hai tuần lãnh lương một lần, rất là ổn định. Khu này là đang chuẩn bị phát triển ha, khu là thương mại, nhưng mà nó đang xây, nó chưa xong, nhưng mà nó làm những cái đường xá sẵn thôi, còn nay mai nó sẽ là những cái khu thương mại rất là sầm uất. Đang trên đà phát triển. Đó, rất là yên tĩnh ha. Bây giờ bên đây đang là 7 giờ rưỡi và không đổ xe nha. Đang không đổ xe. Đó. Và đây là cái trường học. Trường học này là trường học cấp 3 rất là lớn nha. Có tới 2.500 học sinh ở đây. Và học sinh đi học, mấy đứa nhỏ mà 16, 17 tuổi là có khả năng, có thể nó mua, nó lái xe tự đi học, còn không có là xe buýt chở đi. Đó. Chào nha, làm gì làm á, ăn nhậu ha, làm gì làm, tới giờ sáng, 7 giờ phải con đưa con đi học. Không đi học là trường học sẽ gọi về báo, hỏi thăm ha. Đó là trách nhiệm cha mẹ bên đây, đơn giản như vậy thôi. Chờ xíu nha, đang quẹo cho trường ha. Đây. Đó, đây là trường học. Học sinh rất là đông. 2.500 học sinh trong cái trường này. Đó, cái trường là có sân chân chơi là thể thao nha, football rồi chân tennis thân đồ để cho những đứa học sinh nó chơi, nó tập. Đó, trường học nè, cái trường học rất là lớn nha, có 2.500 học sinh ha.
Đây. Trường học này là học sinh ở trường trung học cấp 3. Có tới 2.500 học sinh trên đây, rất là lớn. Và những cái xe này là của học sinh đi học mới chạy không đó nha. Học sinh 16, 17 tuổi có bằng lái là nó tự lái xe đi được, là nó tự đi học. Thì đây là những cái xe của học sinh không đó. Trường học rất là lớn nha. Đó. Học sinh cấp 3, lớp 9 tới 12. Chờ một xíu mà tại đang quay trong đây là trong trường học. Chào nha. Chờ chút xíu tại vì đang lái trong đây trường học, nhiều lúc quay quay người á, là đặc biệt quay những đứa trẻ dưới tuổi thanh niên không được nha. Sẽ bị người ta cảnh báo. Tại người ta cái đó là rất nguy hiểm, bên Mỹ này á. Mình quay hình ảnh của những người á, là đã bị một cái vấn đề rồi. Nhưng mà nếu mà những hình ảnh của trẻ em dưới 18 tuổi là sẽ bị phạm phạm luật và rất là tội, rất là nặng. Do đó qua nếu ai qua Mỹ thì tránh những cái trường hợp mà quay người, đặc biệt người dưới 18 tuổi đó. Thấy thấy xe buýt không, xe buýt chở đi học đó, đó là những người nào không có xe thì đi xe buýt nha. Chờ xíu nha, đang quay quay tránh người ta ra, quay người cái là bị người ta cảnh báo đó. Xe này là của học sinh không đó nha. Xe này là học sinh, nó đi học cỡ 16, 17 tuổi là nó tự lái. Đó. Chờ xíu nha, tại vì đang đang tới có nhiều người nhỏ dưới tuổi 21, 18 tuổi mình không được quay người ta. Quay là sẽ bị phạm pháp. Bên Mỹ này nếu mà mình quay những hình ảnh trẻ nhỏ dưới 18 tuổi mà bỏ trong máy, mà lỡ cảnh sát mà nó bắt mình, nó kiểm tra máy là mình bị cái tội quấy nhiễu tình dục của con nít đó, là rất là nặng. Thành thử là bên Mỹ này không nên giữ những hình ảnh mà đặc biệt mấy đứa nhỏ mà vô không đó. Đó là trường học nha. Trường học có rất là lớn, 2.500 học sinh trong đây. Đó, trách nhiệm mỗi ngày á, là sáng là cha mẹ có trách nhiệm đưa con đi học. Rồi, nếu mà không có bận rộn hơn công việc á, là có xe buýt nha. Đây, xe buýt đây. Xe buýt này là nó đưa những học sinh, là mấy đứa này đứa lớn mà nó bị bệnh, nó bị thương tật khuyết tật, là có xe buýt đưa xuống nè. Đó, đó, xe nó chở người nó đưa xuống. Và những cái xe buýt ở đây, những cái xe ở đây là của học sinh không đó. Sướng không, đi học bên Mỹ này sướng không? 16, 17 tuổi là có xe hơi là tự đi học. Nó bên đây hiện bây giờ là không đổ xe nha. Ở đường xá đây. Chào nha, hồi nãy giờ không đọc tin nhắn được tại đang lái xe. Đó. Bên đây là cứ sáng là cha mẹ có trách nhiệm đưa con đi học. Ha, bận rộn gì đó bận rộn. Không có đi học mà lỡ quên mà không cho con đi học trường học á, là trường học nó sẽ gọi về ha. Nó hỏi là tại sao con mình không đi học. Tại trường học đó mình bị hoài, nhiều lúc con mấy đứa nhỏ nó bị bệnh gì đó mà ở nhà mình nó để gọi báo lên trường chưa kịp báo ha. Quên là người ta gọi mình, là người ta hỏi con mình tại sao không đi học, phải nói có lý do đó. Đó, ở đây là cái con đường là đi đi làm mỗi ngày đây đó. Trường học đó lớn ghê không, trường học đó là coi như là có 2.500 học sinh nha, cấp 3 thôi nha. Và đây là cái đường ngã tư đi học và đi làm đây đó. Chào Nguyễn Thùy nha. Đó. Bên đây là ở tiểu bang nào không biết nha, tiểu bang này là tuyệt đối mấy bạn không có thấy à. Thứ nhất là những bên Mỹ này á không có thấy cảnh những người mà thương tật khuyết tật, những người già đi xin ăn bên đây không có nha. Những người đó là được nhà chính phủ lo hết, tiền ăn tiền mặc tiền mọi thứ ha.
Bên đây là chỉ có sáng là ai cũng phải đi làm. Chào Nguyễn Thùy Trang nha. Bên đây là ai cũng phải đi làm. Đó, công việc rất là nhiều. Những người này là những người sáng phải đi làm không đó nha. Đây là những cái con đường chứ không phải là trong cái thành phố mà đi đi chơi dạo phố, với đây là những con đường người ta đi làm thường ngày mỗi ngày thôi. Đó. Đó. Bên đây là ai cũng phải có xe hơi để mà đi, là đi hết, đi bộ không được ha. Mọi thứ là đi phải đi xe hơi hết, giờ đó ai cũng có mua xe hơi rẻ mắc, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 đều phải đi xe hơi hết. Này, những cái cây mấy bạn thấy không, mùa đông tới lá không còn gì hết ha, trơ trọi đó. Chỉ mới bắt đầu hơi lạnh lạnh là đã trơ trọi hết rồi, đã không còn lá nữa rồi đó, nhìn rất là yên bình ha. Hiện bây giờ là 7:35, không độ C nha, đang là không độ C đó. Thì cứ công việc của cha mẹ là mỗi sáng phải đưa con đi học, rồi bên đây ai cũng phải đi làm. Sáng dậy là đi làm 8 tiếng, về nhà nghỉ ngơi, ăn uống nhậu nhẹt gì đó, ngủ nghỉ, sáng lại tiếp tục đi làm. Đó, công việc rất là nhiều nha, công việc rất là nhiều. Đó, đường xá bên đây là lý do khu này là mùa đông nó rải muối cho cái đường nó tan muối, tan tan tuyết đó, do đó cái đường xá bên đây nó sửa hàng năm ha, hư hao là phải sửa hàng năm đó. Đây, bên đây là cứ sáng là ai cũng phải đi làm đó, nếu mà làm cả sáng 7 giờ, cả chiều 3 giờ chiều, cả tối 11 giờ đêm đó, ai cũng phải đi làm hết, bệnh đau hay gì đó cũng phải đi làm. Không làm á, nếu mà hãng xưởng nghỉ cũng được ăn lương, nhưng mà sẽ bị cảnh báo ha. Đó. Đây, yên bình ha. Đây là còn những cái cây bây giờ là mùa đông tới rồi, không còn lá nữa đâu, rụng hết rồi. Bên đây là ai cũng phải đi làm ha, không đi làm á là tới tháng là phải trả tiền nhà, tiền xe, tiền mọi thứ đó. Bởi vì nói bên Mỹ cực, cực là vậy đó, cực là phải đi làm nha, nhưng mà ăn chơi thì thoải mái, đó là cái khác biệt. Mùa đông tới cây nè, những cái cây này không còn lá nữa, nhưng mà khi mà mùa mùa xuân tới là cái lá nó ra lại hay lắm, những cái cây đây đó. Nếu mà ở Việt Nam mình chắc mình đốn củi hết rồi ha. Đó. Bên đây đặc biệt, bên đây là không có chuyện mà những người già, những người thương tật khuyết tật mà đi mà để mà đi xin ăn hay gì hết, không có chuyện đó. Những người đi xin, những người homeless là những người khỏe mạnh, lười hay là bị nghiện ngập hay là một cái gì đó, chứ còn đi xin ở đây không có người, không có người già, không có người khuyết tật. Những người đó đã được một cái phần lương, phần tiền chính phủ lo rồi, cho nó không có phải là phải có cái chuyện đi xin kiếm ăn ha. Đó, hôm qua là nhậu ha, ăn nhậu là cứ bên đây là mỗi là rất bình thường, tối ăn nhậu sáng là phải đi làm ha. Chào nha, đang lái xe đây, đang lái xe chở đứa nhỏ đi học, bây giờ đi làm đó. Bên đây nè, ai mà qua bên đây xe cũ xe mới xe gì cũng phải có xe mới được, không có đi bộ được. Xe Honda là chỉ đi vòng vòng nhỏ nhỏ, khu ngắn ngắn ở đâu thôi, còn á đây là thôi. Cảnh sát thì không có thấy nha, không có cảnh sát là đứng mà dọc đường ngã tư ngã năm nha. Đó, đường xá nè rất là bận rộn. Những cái cây này là bây giờ không còn lá nữa, mùa đông tới là nó như vậy đó. Chào nha. Đó. Thì mỗi ngày công việc mỗi ngày là như vậy đó, sáng là 7 giờ đưa đứa nhỏ đi học, xong bây giờ mình trên đường đi tới hãng, hãng làm xong tới 8 giờ tối mới về nha, 8 giờ tối, coi như là 10 tiếng, 11 tiếng. Đó. Công việc hàng ngày là cứ như vậy thôi. Đang 7:30, 7:40, 7:40.
Xin chào, đây đang đi làm, quay chút xíu chia sẻ về cái hàng ngày đó. Thì hay nói bên Mỹ này khổ là khổ như vậy đó, sáng là phải đi làm ha, đó ai cũng đi làm hết. Đi làm neo thì đi làm trễ chút xíu, 10 giờ mới làm, đi làm hãng xưởng là 7 giờ 8 giờ đi làm đó. Không có một cái ai đi đâu cũng phải đi xe hơi, xin ăn hay là cái gì đó thì không có ha. Ở những cái tiểu bang lớn giống như Cali hay là Texas hay những cái vùng khác á, là thành phố lớn rồi công việc nó khó kiếm hơn ở đây nha. Ở đây tiểu bang này rất là nhỏ, do đó công việc rất là nhiều ha. Đây đây bây giờ là mỗi ngày cái công việc cứ bình thường lắm, mỗi ngày như vậy đó, cứ 2 tuần lãnh lương một lần, cứ vậy mà làm không có lo ngại gì hết. Sáng là cứ đưa con cái đi học xong đi làm, tối về là cứ nghỉ ngơi rai rai, xong lại sáng lại đi làm 2 tuần lãnh lương một lần đó. Đường xá ở đây là rất là rộng rãi. Chào nha, đang đọc chưa đọc cái tin nhắn được tại cần lái xe ha. À, đó. Và đang chuẩn bị tới cái hãng, cái nơi mình làm. Một ngày á là làm 10 tiếng, 11 tiếng, 12 tiếng tùy theo công việc ha. Đó. Đây. Hãng xưởng, tới hãng xưởng. Những cái chỗ khác giống như Cali hay những cái thành phố lớn lái xe đi á là có thể mất từ nửa tiếng cho tới 1 tiếng, có khi 2 tiếng nha. Nhưng mà đối với những cái thành phố nhỏ như vậy nè, đi chừng 15 phút là tới hãng rồi, rất là tiện lợi và không có kẹt xe nhiều giống như những cái thành phố lớn. Đó là một cái tốt đó. Này là bưu điện nè, chỗ đang làm đây đó. Sáng sớm là tới đây ha, lấy xe này đi, xe này là coi như là của bưu điện và nó đổ xăng cho mình luôn ha. Mọi thứ mình chỉ lấy xe này đó là mình đi tới một cái khu nào đó rồi mình đậu đó mà đi từng con đường một để mà giao thư. Đó là công việc hàng ngày đó, bưu điện đó, nơi mình đang làm việc đây đó. Chào Bình Nguyễn, chào Bích Nguyễn nha. Đó thì mỗi ngày công việc hàng ngày là như vậy đó. Sáng đó là đưa con đi học xong rồi tới hãng đây làm, đây là cái bưu điện đây. Thì mỗi ngày mình tới đây mình lấy chiếc xe, xe này là người ta đưa cho mình nha, xe này là người ta đưa cho mình và người ta đổ xăng mọi thứ vào đây lấy hàng. Một cái khu nào đó mỗi mỗi ngày cỡ 500 cái nhà thương mại hay là cái gì đó giao thư cho người ta. Một ngày như mỗi ngày, sáng đi giao thư tới tối 10 7 giờ 8 giờ về, ngày nào cũng như vậy hết. Cứ 2 tuần lãnh lương một lần và đó là cái công việc hàng ngày rất là đơn giản. Đây vào đây cho coi cái công việc nha. Bên đây á, là người đàn ông, đàn bà, người Mỹ, người Việt, người gì, cái công việc giá tiền như đó là ai cũng giống nhau hết nha, chứ không có phải là nói là nhỏ con không biết tiếng hay không có công việc giống nhau hết đó. Hiện bây giờ đang là 0 độ C nha, 0 độ C. Đây chào anh Lê nha, lương bổng ổn, lương bổng ổn ha, mỗi năm lên lương một lần. Bắt đầu bưu điện đây là vô trả, bây giờ nó trả tới 22 đồng giờ. Bưu điện đây nè, bắt đầu vô là 22 đồng giờ. Mỗi năm nó lên 1 đồng cho tới 38 đồng nó mới ngưng ha. Tới 38 đồng nó mới ngưng. Đó. Thì sáng sớm mình vào đây. Đây là cái nơi mà mình lấy thư. Vào cái trong đây, xe này là xe Mercedes. À,
nó đưa cho mình lái, đổ xăng mọi thứ. Mình chỉ có việc là lấy lái xe tới một khu nào đó mình giao thư thôi. Một khu có thể là 500 căn nhà có luôn thương mại, hay là có những cái chung cư, chung hộ gì, có nghĩa là có 500-600 cái nhà mình đi một ngày. Và khi mà giao thư vậy là coi như là ngày nào cũng giống như ngày nào ha. Do đó có khi mình gặp những người mà nó quen từ nhỏ cho tới lớn luôn, nhiều người làm một cái khu đó không á, là người ta làm tới 20-30 năm, là từ lúc mà mấy đứa nhỏ mới sanh cho tới lớn luôn, người ta gặp mỗi ngày đó. Công việc rất là vui nha, rất là đơn giản đó. Đây là cái công việc hàng ngày đây. Sáng sớm lên đây lấy xe này, vào trong lấy hàng, đi tới một cái khu nào đó cỡ 500 cái nhà, rồi bỏ đưa thư vào. Bên đây nhà nào cũng phải có thùng thư ha, nhà nào cũng phải có cái thùng thư để mà nhận thư đó. Đây là cái chỗ làm hàng ngày đó, cứ đơn giản vậy thôi. Làm nghề này được 5 năm ha. Chào Bùi Hồng nha. Đó, công việc rất là đơn giản ha. Đó, không có gì hết. Đi bên đây nè, ai cũng phải có xe hơi để đi làm, đi bộ không được đâu. Xe hơi là đi một lần đi coi như là cũng cỡ ít nhất là 5-60 cây số nha. Đó, đi làm phải cách nhà nè, ai đi cũng phải 5-60 cây số. Đó, do đó không có đi bộ được, ai cũng phải có xe hơi để đi hết. Đó, thì đây là cái công việc hàng ngày. Bên trong này là cái nơi mà nhận thư ha, mình lấy thư, mình nhận thư. Rồi nó có nhiều, nó bỏ nhiều cái địa chỉ khác nhau, mình lựa ra theo cái khu của mình. Đó, thì đây là công việc. Đó, biết tiếng, dạ phải biết tiếng nha. Không biết tiếng, nhiều lúc không biết tiếng không được đâu, phải biết tiếng. Đó, hiện bây giờ là đang không độ xe ha, không độ xe mà thấy không có gì mà kiểu bằng lạnh nha. Đó, mặc đồ rất là đơn giản, một cái áo này là đủ ấm mà quen rồi. Đó, bên đây là công việc là rất là luật lệ rất là rõ ràng ha. Luật là nó kêu là trả lương bao nhiêu là nó trả bao nhiêu ha. Bây giờ rất phải làm như thế nào là như thế nào, chứ không có kiểu mà muốn bắt ép hay cái gì, không có chuyện đó ha. Hôm bữa có quay rồi nhưng mà hôm nay phải xin phép người ta. Đó, con nhỏ Mỹ này nó đi gì ha. Why are you early today? I am. You early? I get here early every day. Oh, kind of early, 20 minutes. Traffic, so if I don't leave at like 7:15, uh-huh, I can drop off my kid. If I leave at like 7:26, 7:25. You do far? Far. I live, do you where Springfield is? Where? Springfield. What? So like, why don't you, don't you apply for Louisville? I think Louisville, they had office there too, right? Where? Louisville. Louisville, it's before Louisville, yes. Yes, before okay. Louisville. I mean, it's just a lot of traffic. It's not that far. It's like 12 miles or something, and it's just straight down 132nd or 144th, but there's too many people there. Oh, okay. So we're all driving this way. You try go to Boytown? Huh? You still try go to Boytown? No, I'm not going to go to Boytown. Yeah, we're still baby. I don't mind my route. I just don't like Kathy. Oh, my God. That don't sound good. All right, see you. Bên đây mà ấy lắm. Ở đây trong hãng này chỉ có một mình anh, là một ở trong nguyên thành phố này chỉ có hai người Việt Nam thôi. Mình và một người nữa thôi. Đó, trong đây là Mỹ không à. Thằng nào thằng nấy nó bự gấp 2, gấp 3 mình ha. Nhưng mà công việc nó làm cũng giống như mình thôi, không có gì đặc biệt hết. Mấy bạn trong đây rất là dễ thương. You early? No, I'm live stream. I saw my friend. That's how we do how it works. Yeah. Say hi, my buddy. What's up, man? Hey. How's it going? Yeah. Because you know, like I just tell them that how because work
We don't have enough time to work here, but over there, there no work. Yeah. My country. Really? So, none? Yeah. Yep. None? No. Really? They poor. That's why everybody love to come here. That's why every day I show, I show people. Work here. Look, they say hi to you. There's plenty of work here for the USPS. Yeah, yep, right here. Twa's a hard worker. Thank you, Matt. Bên đây là trong hãng đây là Mỹ không à? Chỉ có Andre một mình. Hả? Oh! What you doing, bug baby? Ở khăn này nè. Nó bự gấp 3 gấp 4 mình nè. Hey, no good, you no good. Gấp 3 gấp 4 mình nha, công việc nó cũng vẫn giống như mình thôi ha. Nó là bên Mỹ này công việc á là nó nói giờ giấc bao nhiêu giờ một bao nhiêu đồng một giờ là nó trả như vậy thôi ha. Còn nhỏ lớn nó đã nhận mình rồi, công việc là ai cũng làm giống nhau hết. Thành thử là bên đây không có lo ngại cái chuyện bị áp bức sức lao động hay là bị gì đó, không có đâu ha. Thành thử đừng có lo. Đó, thằng này nó bự ghê gớm không? Bự ghê gớm. Bự gấp ba mình. What you doing? Oh. Thằng này nó bự lắm. Đó, nó bự gấp ba mình luôn á. Nhưng mà không sao, bên Mỹ này công việc ai cũng làm giống nhau hết, không gì đặc biệt. Còn bên đây á, xăng cộ thì nó mắc nha, nhưng mà nó ai cũng đi xe bự không nè. Đó, đó, Mỹ là bên đây cái xe này rất là thịnh hành nha, mấy xe truck nè, xe bự không à. Xe này á là mấy người đàn ông bên Mỹ người ta thường đi để tỏ cái vẻ là mạnh mẽ đó. Thành thử là bên Mỹ này á, bên Việt Nam nói xăng bên Mỹ mắc hay là cái gì đó, nhưng mà người ta là vẫn thích cái rộng rãi ha, bự thôi. Việt Nam mình đi xe Nhật, nhưng mà Mỹ là đi xe truck nè, xe van bự không à. Đó, đây là cái xe này, chiếc xe này rất là thành thật. Hello Nick, mấy Mỹ này là cứ như là độc thân, kêu gà trống nuôi con rất là nhiều, nhưng mà cái vấn đề mình không biết sao mình đưa đó rất là nhiều. What time is it Nick? What time? What time? Uh-huh. 50? 52. Oh, 52, okay. Hello, Nick. I am live stream with my buddy. How are you? Yeah. We're ready to go deliver some mail. Yeah, I told people that way I work here. And then they, yeah. Yeah, Nick, no good snow. Guy. No snow yet. No work on Monday. Yeah, no work on Monday. Thank you. Okay, thank you, Nick. Thank you. Yep. Yep. Bên Mỹ này là xe hơi đó. Là người ta thích đi xe lớn lắm. À, bên Mỹ này xăng thì ai nó mắc thì mắc, chứ mà Mỹ vẫn thích đi xe truck. Đàn ông, đặc biệt đàn ông thích đi xe truck để mà nó có cái vẻ là mạnh mẽ của nó. Đó. Bên đây là trong hãng đây là Mỹ không à? Mỹ không à? Chỉ có một nguyên một thành phố này mấy trăm người nha, chỉ có hai người Việt Nam nha. Đúng rồi, người Mỹ đây rất là hòa đồng nha. Người Mỹ rất là hòa đồng chứ không phải là nói là. Hello. Yeah. Today my what's your name again? Vanessa. Yeah, that my another co-worker here. Người bên đây có rất là nhiều người. Ở bên đây là hãng xưởng bên đây là người Mỹ, người Việt, người gì đủ thứ người hết, làm việc là nó phải hòa đồng. Nếu mà nó bị cái gì á, người ta gọi lên, báo lên những cấp trên là nó sẽ bị đuổi việc, chứ nó không có chuyện mà kỳ thị đâu ha. Có kỳ thị nó để trong ra lòng, chứ nó không có tỏ ra trước mặt là nó kỳ thị. Bên Mỹ thì rất là vui vẻ ha, gặp là cứ là chào, hi, hello là vô tư, không cần thói quen biết. Andre, you mind? I'm live stream. Andre, bự là bự con nè. Andre, you mind I show my buddy about my big guy. What are you doing? I do live stream. I show my people how I work here, and they say American a lot of discrimination. Who are you talking to? No, a lot of people. Hey, my buddy here. No, they you know they complain that people come here, they get discriminated, you know. Oh yeah. Yeah, so that's why I told them that, like, that's not true. Đó, bự ghê không? Đó. Đó, nó bự gấp 3 gấp 4 lần. Đó là bên đây là không có phải giống như là mình nói là người bên Mỹ kỳ thị, không có đâu nha, không có đâu. Rất là vui vẻ.
Đó. Bây giờ tới giờ vô làm ha. Công việc là như vậy đó, rất là đơn giản. Đi tới đây lấy xe rồi đi làm. Đó. Người Mỹ người ta rất là hòa đồng ha. Kỳ thị thì nó có kỳ thị, nó cũng để ở trong trong lòng, nó không có được phép nói ra nha. Nó không được phép là nó tỏ ra là nó kỳ thị mình đâu. Cái đó nó bị phạm luật và có thể bị mất việc. Đó. Thành thử những cái tin mà nói bên Mỹ này qua đây bị kỳ thị, bị gì đó là cái đó không có ha. Ok. Chia sẻ cho vui về là cái công việc hàng ngày của mình là như vậy nha. Rất là bình thường. Sáng đưa con đi học. Xong rồi tới chỗ làm. Đó, tới đây là lấy cái xe đó đó, là đi làm. Là chiếc xe đó là mình... người ta đưa cho mình ha, đổ xăng cho mình. Ok, cảm ơn nha Phương Lý nha. Đó. Công việc là bên đây là ai cũng công việc là cũng hàng ngày sáng là phải đi làm. Thấy không? Xe truck ở đây là xe truck rất là nhiều. Xe mà xe bự không mà. Đàn ông bên Mỹ này nó muốn là tỏ vẻ là cái sự mạnh mẽ của nó. Giờ đó nó đi xe truck rất là bự mặc dù tốn xăng ha. Đây thêm chiếc xe truck nữa đó. Đó. Rất là bự mặc dù là tốn xăng nhưng mà nó rất thích cái sự giống như mạnh mẽ của người đàn ông đó. Xe truck này chạy là rất là háo xăng nha, rất là hao xăng. Mấy chiếc xe này đó là 80-90 ngàn một chiếc bên đây nha, làm bưu điện nha. Công việc này rất là xe, mấy cái bên đây Mỹ là đàn ông ở đi xe truck này lợi bự như vậy là để tỏ vẻ một cái người mạnh mẽ đó. Đó, xăng cổ là rất là mắc. Mỗi chiếc xe này nó chạy tốn xăng hơn xe nhỏ rất là nhiều nhưng mà rất là thích, người ta thích đi xe này lắm đó. Sáng là vô đây lấy chiếc xe này là người ta đưa cho mình đi nhưng mà người ta đổ xăng mọi thứ hết, mình chỉ lái thôi, tới một cái khu nào đó cỡ 500-600 căn nhà giao thư, đi cứ mỗi con đường này tới con đường kia, một ngày nào cũng như ngày nào ha, công việc ngày bình thường ngày nắng như ngày nào hết đó. Đó, ông này là lớn tuổi rồi ha, 70 mấy tuổi vẫn còn đi làm bình thường. Đó. Đó. Bên đây là Mỹ không, chỉ có một mình trong hãng này là mấy chục người, có mình Việt Nam thôi. Đó. Rất là yên bình. À. Ở đâu không biết chứ ở cái tiểu bang này nhỏ rất là yên bình công việc nè. Bây giờ đang là không độ xe nha và cũng gần 8 giờ, ok thôi. Ok, chia sẻ với lại quý vị chút xíu về cái công việc hàng ngày của mình nha. Sáng sớm 7 giờ đưa con đi, tới đây làm là 8 giờ để làm. Làm xong tới 8 giờ, 7 giờ, 8 giờ tối mới về. Và đây là công việc ha, tới đây. Đó. Vô đây lấy xe đi. Vô lựa, lấy thư, lấy hàng, đem ra đây bỏ trong xe này. Chạy tới một khu nào đó, cỡ 500-600 cái nhà. Rồi giao cho người ta. Đó, là hàng ngày như vậy thôi. Ngày nào cũng như ngày nào vậy ha, không có gì thay đổi, công việc rất là bình thường. Nhưng mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ mình mới ăn chơi, còn bình thường phải đi làm đó hàng ngày như vậy ha. Ok, chia sẻ hẹn lại những cái video kế tiếp nha. Bye bye nha, bye bye ha. Ok, bye Sang Nguyễn nha. Ok, thank you. Yep. Đó, quá trời hôm nay quá đẹp nè, ui trời ơi rất là đẹp ha. Đó, không độ xe ha. Bye bye Dung Quỳnh nha, bye Đăng Quỳnh nha. Đó, trời rất là đẹp nha, ui cha đây. Đó, đó quá đẹp nè. Đó, đây thêm có một thằng bạn đang tới nó đây, đen trắng đỏ gì cũng có ha. Thằng này là người đen đây, rất là vui. Hay. Đó. Ở bên đây đó, đi làm hãng xưởng có rất là nhiều người Mỹ trắng, Mỹ đen, người Mễ, người Phi, người Việt, người gì cũng có nhưng mà rất là hòa đồng ha. Này, chờ đây đen nó tới đây. Đó, công việc là xe đây, có cỡ mấy chục chiếc xe vậy đó, là có mấy chục tuyến đường khác nhau, mỗi người đi một khu ha. Một khu nó cỡ vài trăm cái nhà. The Real Husky.
I live stream. I show my friend that way I work. Do you mind shows? Yeah. Also. Yeah. There you go. No, the problem, you know, is it I brought yet? No, not yet. Oh. Because the problem, you know, in my country, people, they're talking about, you know, when come to America, we're facing, you know, like the discrimination and other stuff. Yeah. Somewhere over there, some somebody, places, but not, yeah. Not everybody. I not what I saw. Yeah, that Hutke, yeah. Yeah, there. Thank you. Yeah. That's why I show people that, you know, like, and... No, like that, we want to you know what happened? Like you guys, no, what happened? The government tried to do the, you know, campaign a bit. No, all right, okay. Thank you, Hutke. Yeah, thank you. 8 o'clock? Okay, bye-bye. Yeah.